Đông Nhi chia sẻ, lễ cưới của tôi và ông Cao Thắng không còn xa. Mới đây, Đông Nhi xác nhận tham dự Asia Song Festival, liên hoan ca khúc châu Á. Cô là đại diện tiếp theo sau Nu Phước Thịnh biểu diễn tại sự kiện này. Trong năm trước đó, giọng ca Gạt Đi Nước Mắt đã được báo giới Hàn Quốc đánh giá cao. Với tư cách là người tiếp bước, Đông Nhi nhận được nhiều kỳ vọng, nhưng đồng thời đây cũng là áp lực đặt nặng lên vai giọng ca Bad Boy. Những đại diện trước đó của Việt Nam là Nu Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà đều rất đầu tư khi tham gia Asia Song Festival. Còn chị chuẩn bị những gì cho tiết mục biểu diễn của mình tại sự kiện năm nay? Chắc chắn rằng không chỉ tôi mà bất cứ người nghệ sĩ nào khi nhận trên mình trách nhiệm mang chuông đi đánh xứ người đều mong muốn được làm những gì tốt nhất để khẳng định giá trị của nền âm nhạc nước nhà. Asia Song Festival là nơi giao lưu văn hóa, âm nhạc giữa các nước trong khu vực châu Á. Đây là cơ hội để đại diện của các quốc gia giới thiệu đến bạn bè quốc tế về nền âm nhạc, xu hướng của nước mình, tạo nên mối gắn kết cùng nhau phát triển. Tôi cảm thấy tự hào khi hai đại diện trước tôi là chị Hồ Ngọc Hà và Nu Phước Thịnh đã làm rất tốt vai trò của mình tại nước bạn. Hiện tại, tôi đã bắt tay chuẩn bị cho những tiết mục của mình trong đêm diễn và rất háo hức. Mong rằng các khán giả tại quê nhà khi theo dõi trực tiếp qua kênh V-Live sẽ được thưởng thức những tiết mục tuyệt vời nhất và hết mình ủng hộ cho tất cả các nghệ sĩ của AFS 2017. Tham gia Asia Song Festival, Đông Nhi khó tránh khỏi sự so sánh với Nu Phước Thịnh. Đặc biệt, trong năm trước đó, Nu đã hoàn thành tốt tiết mục của mình và nhận được nhiều lời khen ngợi. Điều này tạo áp lực thế nào cho chị? Tại sao phải áp lực khi đây là cả sự tự hào, niềm hãnh diện khi được mang trên mình trọng trách đại diện quốc gia để đem những giá trị tốt đẹp nhất của lĩnh vực âm nhạc giới thiệu đến bạn bè quốc tế? Tôi nghĩ thay vì lo lắng hay so sánh giữa những đại diện với nhau thì một tinh thần hết mình, sống trọn vẹn với âm nhạc luôn là giá trị mà người nghệ sĩ ở thời đại nào cũng mong muốn có được từ khán giả của họ. Biểu diễn tại Hàn Quốc lại đứng chung sân khấu với những tên tuổi lớn của nước bạn như EXO, Taeyeon của Sony CD, Mamamoo, Đông Nhi có lo sợ mình bị lép vế không? Mỗi người nghệ sĩ ở mỗi quốc gia đều có một giá trị và sức ảnh hưởng riêng của mình. Và vai trò chung của tất cả chúng tôi đều là mang đến những giá trị tinh thần, giá trị âm nhạc, phục vụ khán giả. Để được tự tin, thoải mái cống hiến những điều tốt đẹp đó, điều mà những người nghệ sĩ chúng tôi cần nhất vẫn là được khán giả ở tất cả mọi nơi ủng hộ hết mình và dành sự tôn trọng. Thay vì nghi ngại thì sự đồng lòng, tin tưởng sẽ giúp đại diện của đất nước mình cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Sau khoảng thời gian liên tục nhận được những giải thưởng và tham gia sự kiện quốc tế, chị định hướng âm nhạc của mình như thế nào trong tương lai? Đến hiện tại và đạt được những mục tiêu mà mình đề ra, hơn ai hết tôi biết mình cần làm gì cho chặng đường trong thời gian tới. Cũng đã đến lúc tôi cần làm gì đó thật xứng đáng với sự ủng hộ của các khán giả dành cho mình. Tôi sẽ thể hiện sự biết ơn đến từ tận đáy lòng thông qua những kế hoạch lớn đang được ấp ủ trong năm tới. Sau sự kiện ASF, chị có kế hoạch nào khác ở Hàn Quốc không? Chị hãy chia sẻ đôi chút về kế hoạch này. Kế hoạch thì chắc chắn có để dành tặng các khán giả của tôi ở đất nước này. Tuy nhiên, tôi cũng muốn giữ chút bí mật để công bố vào thời điểm thích hợp hơn. Cùng việc Đông Nhi tham gia Asia Song Festival, nhiều khán giả đánh giá thời gian qua chị không có sản phẩm âm nhạc nào thực sự đột phá. Chị nghĩ sao về ý kiến này? Như tôi đã nói, đừng dự đoán hay nghi ngại điều gì vì bất cứ một đại diện nào của Việt Nam khi bước ra đấu trường quốc tế đều mong muốn được sự đồng lòng ủng hộ của khán giả quê nhà để tạo nguồn động lực. Còn việc đột phá hay không thì hãy chờ đợi kết quả của nó thông qua hiệu ứng khán giả khi chương trình diễn ra. Gần đây, hình ảnh được cho là Đông Nhi đeo nhẫn cưới liên tục được chia sẻ và làm dấy lên tin chị và ông Cao Thắng sắp kết hôn. Thực hư việc này như thế nào? Việc kết hôn chắc chắn đang nằm trong dự định ở tương lai của hai đứa. Khi nào có đôi nhẫn chính thức, chúng tôi sẽ giới thiệu nó với các bạn theo cách của mình. Tại sao hai người yêu nhau lâu mà chưa kết hôn? Có phải Đông Nhi chưa thực sự tự tin vào tương lai cũng như chỗ đứng của mình tại làng nhạc Việt để sẵn sàng gác lại sự nghiệp không? Chuyện hệ trọng cả đời thì cần có sẵn sàng, chuẩn bị chu toàn về mọi mặt và từ hai phía. Nó không phụ thuộc hoàn toàn vào thứ hạng hay vị trí của một trong hai ở làng nhạc Việt, mà cần sự thống nhất chung, cùng đồng lòng để bước sang một giai đoạn mới trong đời. Cả tôi và anh Thắng đều cảm thấy mình chưa sẵn sàng hay vội vã lật sang một chương mới. Do đó chúng tôi vẫn chưa thể báo tin vui đến mọi người ở hiện tại. Tuy nhiên nó chắc chắn sẽ diễn ra trong một tương lai không xa. Vậy gia đình hai bên có thúc giục chuyện kết hôn hay không? Vì hiểu được những mong muốn của hai đứa và tôn trọng quyết định của chúng tôi, nên gia đình hai bên không thúc giục chuyện kết hôn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng và đúng thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ chính thức công bố với tất cả mọi người.
các nghệ sĩ miền Bắc nói gì về việc vợ danh hài Xuân Bắc tố nghệ sĩ nhân dân Anh Tú? Trong khi công lý Quang Thắng im lặng thì diễn viên Kim Oanh lại ngầm ủng hộ đồng nghiệp đàn anh Anh Tú. Sự việc vợ danh hài Xuân Bắc lên tiếng tố nghệ sĩ nhân dân Anh Tú chèn ép khiến cô không tham gia được hội đồng chấm thi tốt nghiệp của trường tiếp tục là đề tài thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là với các nghệ sĩ miền Bắc. Là một người làm cùng ở nhà hát kịch Việt Nam với nghệ sĩ Xuân Bắc và Anh Tú, nghệ sĩ Thanh Thủy ủng hộ những gì chị Hồng Nhung chia sẻ. Đồng thời, nữ nghệ sĩ còn đánh dấu tát tên của những nghệ sĩ Quang Thắng, nghệ sĩ Công Lý và diễn viên trẻ Đỗ Duy Nam vào bài viết của mình. Tuy nhiên, những nghệ sĩ này đều chưa có động thái gì trước câu chuyện này. Trong khi đó, diễn viên Kim Oanh thì lại đứng về phía nghệ sĩ nhân dân Anh Tú. Cô chia sẻ, trên sân khấu sợ nhất diễn viên thích tranh diễn, bởi những người như thế diễn quá kích động. Lúc không cần nói thì họ cũng rướn mắt trâu mày, kết quả là họ được chơi chồi. Còn chất lượng buổi diễn thì giảm hẳn. Xử thế cũng vậy, thời điểm ta cần nói thì có thể nói hết. Còn khi không trong vai trò chính thì cần nên kiệm lời, nói đúng nơi, đúng chỗ, đừng áp đặt cho người khác. Nếu chủ nghĩa cá nhân quá mạnh, đâu đâu cũng thể hiện mình, sẽ chẳng tốt cho tập thể lắm đâu. Muốn có một tấm chân tình, nhất định bản thân cũng phải chân tình. Muốn được đối phương thấu hiểu thì mình nhất định cũng phải cố gắng hiểu đối phương. Bằng không cứ mê lầm, oán thán thì cũng chỉ tự làm mình đau mà thôi. Bên cạnh đó, Kim Anh cũng nói thêm, cuộc sống mệt mỏi, một nửa là do sinh tồn, một nửa là do dục vọng và tị nạnh, lây hoay tính hợi cho bản thân. Cơ mà tôi chắc chắn, hai người anh của tôi đã ở đến tầm trẻ thế nào tìm ra được đối tượng để tị nạnh. Vâng ạ, chúc các anh hoan hỷ, an lạc nha. Sau đó, khi được một người bạn vào chia sẻ cho rằng bức xúc của vợ Xuân Bắc đều bắt nguồn từ ban giám hiệu nhà trường, còn nghệ sĩ nhân dân Anh Tú thì bị oan khi bị lôi vào câu chuyện này, diễn viên Kim Oanh trả lời. Nhà Phật có câu ý là người ta chỉ đóng thì kệ người ta, mình không thọ nhận thì những lời đó sẽ quay ngược về người nói mà thôi. Nhân gian có câu, thôi không nói nữa. Lộ ảnh hẹn hò Hạ Vi thấy Hoàng Anh treo status ẩn ý, Huỳnh Anh lập tức thể hiện thái độ thế này đây. Chia tay rồi nhưng Huỳnh Anh và Hoàng Anh vẫn không ngừng khiến fan hâm mộ đầu tiên. Sau khi chia tay Hoàng Anh gần 6 tháng, mới đây Huỳnh Anh lại bị phát hiện đi ăn riêng với Hạ Vi. Không rõ cả hai có hẹn hò thật sự hay không, nhưng nhìn hành động thân mật và việc cả hai đều đang độc thân khiến nhiều người càng thêm nghi ngờ mối quan hệ này. Sau khi Huỳnh Anh lộ ảnh hẹn hò thì Hoàng Anh cũng treo một status đầy ẩn ý trên Facebook. Tưởng Huỳnh Anh im hơi lặng tiếng thì vài giờ sau đó, Huỳnh Anh cũng để lại một lời nhắn bằng tiếng Anh trên Instagram Story. My girl, I don't wanna play your game anymore. Tạm dịch, cô gái của tôi không muốn chơi cùng em thêm bất kỳ trò nào nữa. Huỳnh Anh bị phát hiện đi ăn riêng với Hạ Vi tại một nhà hàng. Hành động thân mật của cả hai trước nhà hàng khiến nhiều người nghi ngờ đang hẹn hò thực sự. Ngay sau đó, Hoàng Anh cũng đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên Facebook. Cứ cố gắng hết đi, cố gắng hết sức đi Oanh, trời đất tự có cách an bài. Nhiều người hâm mộ cho rằng cô đang ám chỉ việc Huỳnh Anh có người mới nên mới tâm trạng như thế. Dù đã chia tay, nhưng Hoàng Anh và Huỳnh Anh đúng là một cặp đôi đầy duyên nợ. Trước đó, khi Hoàng Anh lộ ảnh tình tứ với trai Tây tại một nhà hàng, thì y như rằng Huỳnh Anh cũng đáp trả bằng câu nói, hay yêu gái Tây đi. Dù đã chia tay được một thời gian, nhưng có vẻ Hoàng Anh và Huỳnh Anh vẫn không quên được mối tình này. Nhiều fan hâm mộ cho rằng chính vì còn tình cảm, nhưng không ai nhường ai, nên mới dẫn đến tình cảm như hiện tại. Sau chia tay, Huỳnh Anh vẫn dùng những lời đẻ tốt đẹp nhất để kể về Hoàng Anh, thậm chí cả hai còn trò chuyện rất thân mật với nhau tại một sự kiện. Đăng status nhận sai với Trang Trần nhưng xóa vội, vợ Xuân Bắc tiếp tục bị bóc phốt. Vừa đăng status đính chính nhận sai chưa nóng thì đã xóa vội, tưởng không ai đọc được, không ngờ vợ Xuân Bắc còn bị Trang Trần bóc phốt thêm. Cách đây không lâu, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc đã livestream khóc lóc, kể về chuyện bị nghệ sĩ nhân dân Anh Tú chèn ép. Sự việc được dư luận cũng như các sao Việt hết sức quan tâm. Cả hai phía đều nhận được sự đồng cảm bên vực của cộng đồng mạng cũng như các sao Việt. Đáng chú ý nhất là người mẫu Trang Trần
đã lên tiếng bênh vực nghệ sĩ Anh Tú. Sau đó, vợ Xuân Bắc lại viết một bài để vạch mặt Trang Trần. Câu chuyện đã qua đã lại và đến tận bây giờ vẫn căng thẳng. Trang Trần lên tiếng bảo vệ thầy, nghệ sĩ Anh Tú và còn nói vợ Xuân Bắc bớt hồ đồ, vô dụng để chồng con được nhờ. Ngoài ra Trang Trần còn kể lại chuyện thời đi học và bị Hồng Nhung, vợ Xuân Bắc xúc phạm. Ngay sau đó Hồng Nhung đã đăng đàn nói rằng Trang Trần chửi và đánh cô giáo Minh Nhu. Ngoài ra còn thách thức rằng chỉ cần em nói thêm một câu nào nữa, em sẽ biết em nhận kết quả gì. Trang Trần cũng không ngán, cô đăng rõ kể lại sự việc rất chi tiết rằng không hề đánh cô giáo mà chỉ đánh bạn học. Trang Trần liên tục nhắc đến tòa án lương tâm, đừng ngậm máu phun người. Tưởng câu chuyện sẽ kết thúc, nhưng không ngờ vợ Xuân Bắc lại lên tiếng đính chính sự việc vào tối hôm qua, đồng thời kể thêm chi tiết về câu chuyện Trang Trần từng đánh một bạn học, khiến người đó phải bỏ học. Tuy nhiên, đăng status chưa được bao lâu thì đã xóa đi. Dù vậy, Trang Trần cũng chụp lại được và tiếp tục đăng đàn trình bày rõ sự thật. Sau khi Trang Trần nổi đóa, vợ Xuân Bắc đã đăng đàn đính chính, nhận rằng bản thân nói sai. Tuy nhiên, Hồng Nhung lại bồi thêm một câu chuyện là Trang Trần đánh bạn khiến bạn bỏ học. Trang Trần kể rõ đầu đuôi câu chuyện, người bạn đó vì lấy chồng mà nghỉ học chứ không phải do cô đánh. Sau đó, cựu người mẫu còn tát cả diễn viên Hồng Đăng vào làm chứng. Trang Trần cho rằng vợ Xuân Bắc không nên vu vạ, làm nhục, biến người khác thành kẻ đánh giáo viên, đánh bạn khiến bạn bỏ học. Trang Trần khét tiếng là người nóng và thẳng tính nên mọi sự việc đều được trình bày rất rõ ràng. Hồng Nhung cũng là một giáo viên được nhiều sinh viên yêu mến. Xem ra câu chuyện có vẻ đã lắng xuống vì vợ Xuân Bắc đã xóa hết những status liên quan đến lùm xùm.